ai thế nhỉ? Trá, trá, trá là lạ. Trá, 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 trá. Ôi, thì ra chính là ta. Hôm nay ta đã nhìn thấy ta như thế nào rồi? Ta chẳng thuộc kém ai cả. Thế nào, bọn yêu này ngựa bạn to xác như thế? Cứ trông thấy ta là phải bỏ chạy. Trông thấy ta là phải bỏ chạy. Từ lá là lá, từ lá là lá, là trả ta lá, là lá là lá. Ôi, em thấy anh Tòi, anh tha cho em. Thằng Tòi anh, mày thấy sức mạnh của tao chưa? Ôi, em bé ba Hồng Lăng, anh to lớn thế kia, anh tha cho em. Thế mày thấy tao to lớn bằng ai hứ? Dạ, anh là sói thì to lớn bằng sói chứ bằng ai ạ? Thằng này lao, lao thật. Ôi. Này mèo rừng, mày hãy nhìn kỹ xem tao là ai đây hả? Dạ, anh là lang sói ạ. Dạ. Thế sói có bằng được chúa Sơn Lâm không? Dạ, bằng quá đấy chứ ạ. Lão ta chỉ được cái to xác thôi, chứ khôn ngoan thì không thể bằng anh được ạ. Đúng lắm. Này, thế gặp ai mày cũng phải nói như thế nhá, hiểu chưa? Dạ, vâng ạ. Em sẽ bảo tất cả muông thú trong rừng này tôn anh làm chúa tể rừng xanh nữa ạ. Đúng lắm. Này bác lợn, bác xem liệu tôi có thể sánh được với chú Sơn Lâm không? Sao? Cậu nói đùa gì thế? Tôi hỏi thật bác, tôi liệu có sánh được với chú Sơn Lâm không? Này, cậu hãy còn trẻ, suy nghĩ phải cho cẩn thận, kẻo nhầm lẫn lại mắc vạ vào thân đấy. Trường kia, đứng lại. Mày đã nghe mèo rừng nói gì về tao chưa hả? Sao? Nói gì kìa? Nói tao mới xứng là chúa Sơn Lâm chưa? Nhưng cái gì hả? Dạ, chẳng cần mèo rừng nói, em cũng tôn anh làm chúa Sơn Lâm từ lâu rồi ạ. Dạ, em sẵn sàng hầu hạ anh ạ. Mày và mèo rừng sẽ là hầu cận của ta, hiểu chưa? Dạ, nhưng chỉ có em và mèo rừng thì ít quá. Anh cho em gọi thêm mấy đứa nữa để hầu hạ anh cho chú đáo ạ. Nhưng mà nhớ là phải nhanh lên đấy nha. Vâng ạ. Dạ, thưa chú Xuân Lâm, hôm nay có món thịt nai, xin dâng ngài sơi ạ. Thịt nai à? Tốt lắm. Cho mang thịt nai vào. Dạ, mời ngài xơi thịt ạ. Dạ, nước đây ạ. Meow.
Thì ra đó mới chỉ là một giấc mơ thôi. Này lũ khỉ danh kia, làm gì mà Mỹ lên thế hả? Xuống nghe tao bảo đây. Ông bảo gì cơ? Xuống đây. Gì cơ? Chúng mày hãy giỏng tay lên mà nghe cho kỹ, xem tao có bằng Chúa Sơn Lâm không nhá. Hãy nghe cho kỹ vào, nhớ chưa? Tiếng của ông cao vút lên 9 tầng mây, còn vang vọng hơn cả Chúa Sơn Lâm. Vậy hả? Tao hơn cả Chúa Sơn Lâm hả? Ôi, tao vừa mới kêu lên một tiếng mà cả khu rừng này đã náo loạn cả lên. Đứng lại, kiệt đứng chân, đứng lại. Ta là chúa tể rừng xanh, ta sẽ tha chết cho các ngươi được sống để hầu hạ ta. Ôi, chạy mau lên, Chúa Thần Lâm đấy, không có chết cả bây giờ. Ôi, anh sói cả núi rừng vừa tôn anh làm chúa tể rồi cơ mà. Anh sói ơi, phải cứu chúng em đi chứ. Lần này ta quyết ra tay. Cậu vẫn còn sống đấy à?